Thưa đại chúng, trong cái quá trình tu học, chúng ta học ở đâu? Học ở tất cả mọi người, ai cũng có thể cho mình bài học được hết. Người tốt cũng cho mình bài học, người xấu cũng cho mình bài học, người giúp đỡ mình cũng cho mình bài học, kẻ ác hại mình cũng cho mình bài học. Đấy, người biết học thì ở đâu cũng học được, cũng ứng dụng để tu được. Thưa đại chúng, Thầy vẫn nói đó, không phải là chỉ học với bạn đạo hay học với Thầy đâu. Nhiều khi học với cả đứa trẻ 5 tuổi, 7 tuổi mà nó hay, nó có những cái hay, mình cũng phải học. Và thưa đại chúng, không phải là chỉ học ở con người, nhiều khi chúng ta học cả ở con vật nữa đấy thưa đại chúng. Con vật cũng có cái hay để chúng ta học đấy. Thầy lấy ví dụ, cái đức trung thành chúng ta học ở đâu? Ở con nào? Con chó rất trung thành, phải không? Có câu rằng con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Nhưng mà Thầy thì Thầy nghĩ bây giờ cha mẹ khó, có thể con nó vẫn chê đấy. Nhiều đứa con hư bất hiếu bây giờ nó chê cha mẹ nghèo. Ai bảo ông bà đẻ ra tôi mà nghèo thế, không cho tôi bằng bạn bằng bè, nó trách cha mẹ. Nhưng mà quả thật con chó thì Thầy chưa từng thấy con chó nào nó chê chủ nó nghèo cả. Chủ nghèo mấy, nghèo như lão Hạc của mình đấy, con chó cũng không bỏ đi đấy. Con chó nó có cái đức trung thành, cái đó mình phải học nó đấy. Đại chúng có thấy không? Rất trung thành, có khi chủ bỏ đói mấy ngày nó cũng không đi. Cái đấy là chuyện rất thật đấy. Thế thì những cái đức ấy mình phải học nó. Con ong chúng ta có học được nó không? Con ong rất chăm chỉ, học cách tổ chức của đàn ong, nó tổ chức rất khoa học luôn á. Mà có phải là ít đâu, một đàn ong nó có khi hàng đến hàng vạn con ấy, chứ phải ít đâu. Mà nó tổ chức sắp xếp đâu vào đấy, ong thợ ra ong thợ, ong chiến đấu ra ong chiến đấu, ong đi kiếm mật là ong đi kiếm mật, ong làm tổ là ong làm tổ, con nào vào việc con đấy, chăm chỉ, chẳng con nào lười cả. Chúng ta thấy không? Nếu xã hội chúng ta mà tổ chức và giống như loài ong thì rất là hay. Không con nào dẫm đạp việc con nào cũng có việc của nó, cả vạn con ong có việc hết. Chăm chỉ như thế, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Đấy. Khi mà có sự cố gì thì những con ong chiến đấu là chiến đấu hết mình, hy sinh luôn, chấp nhận là chết. Đại chúng biết con ong khi nó đốt một người xong là nó chết, nó rút cái nọc ra là nó chết luôn. Thế nhưng mà sẵn sàng để bảo vệ tổ của mình. Đấy, nó trung thành đến như vậy, xả thân như vậy. Cho nên những cái con ong ấy mà kiếp sau mà tái sinh làm người, chắc chắn nó sẽ là vào những cái tập thể rất là tốt, những tập thể rất tốt đấy. Thưa đại chúng, cái câu chuyện chính Ngài Mục Kiều Liên của chúng ta đấy. Ngài đi và Ngài hóa độ được toàn bộ dân chúng ở cả cái vùng đấy. Vì trong tiền kiếp, cái dân chúng trong cái vùng ấy chính là một cái đàn ong được Ngài cứu. Cho nên cái kiếp này Ngài có duyên đến hóa độ cái dân chúng ở cái vùng đấy. Đó là duyên đấy. Đấy. Chúng ta thấy rằng Pháp giới này luôn luôn cho chúng ta những bài học rất quý. Người biết học, biết tu thì ở đâu cũng rút ra được bài học. Đến con vật cũng đem cho mình bài học quý báu cơ mà. Cho nên mới nói cuộc đời là người thầy vĩ đại, người thầy vĩ đại cho chúng ta. Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn, chăm chỉ tu học, học học nữa và học mãi, và tu cũng thế, tu cho bao giờ thành Phật mới thôi nhé. A Di Đà Phật.